quái nhỉ. Đã dặn rồi đấy chứ. Giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng mõ đâu rồi? Ô, hay nhỉ? Mõ đâu? Thằng mõ! Thằng mõ đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát thì ngoài đây đây? Mới sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi, con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đình. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ, con là Đốt, vợ của mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó ra đình sớm cho ông sai việc. Thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang quẳng ở đây? Chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng? Nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Nhà con bận đi đánh golf ạ. Ôi, thời thế đảo điên, chó lại mặc váy lĩnh. Gớm khổ. Đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có. Còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi, đánh golf là đánh cái gì? Nhà con nó có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh golf để đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Dạ không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Woods là người ta chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Bẩm ông, thế làng nay có việc gì thế ông? Ôi giời ơi, sao mà sáng sớm mà sao mà rời nóng quá nhỉ? Đấy, thế mà nóng ông... quá. Cô chỉ nhìn thấy thằng mõ chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng mõ đâu. Bẩm cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Đúng khổ, con phải việc gì phải lo bò trắng răng thế này. Có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Cấm khổ, con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợt tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dám nhịn đi, cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. Chồng con thì nó dữ lắm. Nó chỉ cần trừng mắt thôi á, thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi cụ ạ. Ấy thế mà ông giời không có mắt. Đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng. Mới gọi là lồi lào úp vung lấy. Hiểu? Cụ... Thế được mấy đứa con rồi? Dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn, nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ô, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này, dạ. Vợ thằng mõ. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết. Cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự. Quan trên trông xuống, người ta trông vào sao mà được. Gươm khổ, việc gai gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này, dạ. Ông thì tuy là lá ngọc cành vàng, nhưng ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả. Miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai, là lum bổ anh, là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn thì số 1 như số 10. Gớm khó. Con là gái.
chồng. Cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên trong mà xem nhá. Ôi anh Đốp ơi, ôi làng nước ơi, cụ xã cụ dê tôi. Cấm mồm, cấm mồm, ô cụ ra này. Này, dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tin chưa nhà mày, mày làm gì mày la to thế hả? Ừ, này, dạ. Ông nói cho mày nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc đấy con ạ. Vớm khổ. Này. Dạ. Mày có biết câu luôn màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng? Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách đã dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cũng không thấy đấy. Mẹ người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm kia, nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ này. Dạ. Mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoáng. Thế à? Thế giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là Màu Thị. Ê cụ. Con Thị Màu đó tên là Thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. À, ngày xưa ở làng mình nó gọi là Thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế Mỹ mày tên gì? Ngược. Con tên thật trong giấy khai sinh của con tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. À, qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông, con gái phú ông tên là mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt kiều Mỹ gửi tặng cái máy thầu đấy. Con đâu có cần phải thuộc, con chỉ việc đi khắp làng gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay gì thế? Vâng. Đâm ra hay tự dưng mày mở lên lại ghe chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày là mõ hay tao là mõ? Tự dưng xong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ cụ giao, coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về con còn cho con bú nhá. Thôi con đi đấy nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế. Là bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng phú hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ tránh sắp đến rồi đấy. Ê, dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ, từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh. Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mỗi máu dê sao? À, nó là vợ của thằng Mõ Đốp đấy ạ. Vậy à? Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? À, dạ, Cao Văn Hiệp. Ồ, sang bên này. À, cụ Tránh. Ồ, chảy máu cam rồi đây này. Vậy à? Quá khổ.
Đây mày đứng đây tí hồi cụ Tránh là học máu ra bây giờ. Sang bên đây. Dạ vâng. Vâng, con rước cụ Tránh ngồi ạ. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Mậu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu ở trên á. Ăn tiệc mệt nghỉ. Hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Mậu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi. Thế là đời nát bét, chảnh dụng suốt kiếp, chẳng dám mà gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc tôi chấm muối tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con Thị Mậu chứ tao không cho gọi con Thị Lỡ. Dạ, con chào cụ Tránh, dạ, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con Mậu nhà tôi đến đây. Đâu? Con Mậu đâu? Mậu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với Thủ tướng Canada. Đi vào đây. Từ đầu quang vào liền. Nói đi anh, đừng làm tình bạn. Nói nhanh nhanh đi. Cứ đi anh, cuộc tình anh sẽ lâu dài, 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 dài. Và anh hỏng đến thăm em chiều mưa vẫn bay vậy. Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bờ hò. Tình như hạt mưa làm ướt mắt em đó. Tao bảo mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu mang kiến, có trố đâu mà trố, thấy đâu mà nói thêm hả? Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, chào cũng phải từ từ, cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer Thị Mậu và cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer Thị Mậu. Anh Chánh mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Mậu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa hả? Đâu phải, ông xã ông bỏ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à? Trời ơi, em bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con nào? Dạ. Dạ. Tại sao á, cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Tránh. Dạ. Chị riêng mày, mày lại gọi là anh Tránh là thế nào? Là tại vì anh Tránh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Mậu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Gì? À không, bằng cu lộn. Nhìn mặt anh cái em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập họp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm, bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Mau 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 con qua đây, con qua đây là nữa hả? Từ từ chạy qua con ơi, cái chuyện cụ Tránh dê con là cái chuyện trong xó bếp, đâu có ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi, trời ơi, cái gì ra quyển đường là xó bếp nói xó bếp, phòng khách nói phòng khách, mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lạy mày, nhưng còn mà đây là được. Trước công đường con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa hiểu, chưa rồi mà tại miệng con có keo có dao sợ gì. Trời ơi, có gì đâu con sợ, mà con nói bố nghe, bây giờ con góp ý thiệt, cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi, con mụ đớp mụ đi đâu vậy, không biết ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn à. Nói bố nghe nha, cái đó là giật dữ lắm á, đừng có bẩm mà ăn nói chuyện mà như gầy hoài rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi làm sao mà coi, mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe. Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế dạ. Bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu: con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Con Mậu nhà tôi nó còn dại. Nào. Nó lỡ dại, nó khôn 3 năm dại 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn hả? Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra quyển
giảng đường 10 phút nói 10 phút, 1 giờ nói 1 giờ. Người ta biết giờ giúp người ta sửa, 1 giờ nó chạc thêm tiền trả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lạy mày. À, dạ thưa, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay này, làm phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lễ làng. Cả năm nay bố tiên sư nó làng mới vỡ được cái một vụ chữa hoa. À, nói vậy hôm nay em không chữa. Em mở hàng có chữa đầu tiên đó hả? Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi. Trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này. Thế con Màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử xử lẹ lẹ đi. Còn ăn trưa nữa, đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi, thân mày lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa bắt con Đức. Dạ. Mang cái búa ra đây. Vâng. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cán luôn rồi. Trời ơi, ông. Ờ, à, đó vậy đi. Trời ơi, dạ. Cái búa mà bà làm được, thì bà cầm đây. Cái hồ lô. Dạ đây. Đây. Ôi sao ông xã? Đó tay ông. Đỡ phụ cây. Ôi trời ơi. Tiên sư nhà mày chứ. Trọng nhẹ tân. Không còn cái búa nào à? Mày mang cái búa này, cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao à. Cầm có một tay mà ông cầm tới cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à? Này, xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ. Mà nói cho Quang Nga nha. Nói Quang Nga nè, biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng kìa hồi nhỏ đó. Hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút cái chân luyện mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè. Nhưng mà đó vô trong Nam làm đồng tiền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin. Còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô trắng thì thiệt. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con Màu biết. Dạ. Cái làng này ấy, là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa. Tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻ mép nhỉ? Thì có sao tao nói tao hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra. Để làng bỏ tù nó. Mày không khai ấy mà mày đi tù này, rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu, nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa con, Màu nghe chưa Màu. Ủa bố ba khóc hả? Tao khóc đó. Tao mà cái giọng ấm tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông. Giọng trầm quá. Đâm cái đầu mày ra phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Sao vậy? Thị trường địa ốc nó đang xuống, bố không muốn bán con ạ. Thôi thế thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ mày coi đây này. À, đừng ba ơi, trời ơi sang xuân nay nhiều tiền ba đừng, mấy quan này tham lắm. Ba ơi đừng mà. Hay gì ra chỗ khác. Ba đừng. Cúp đi, đây này, mà coi đây. Thôi trời hết hồn chưa. Trời ơi sang xuân nay mà chơi đồ 8 thế kỷ trước á, chịu nổi không? Đây, mày coi đi. 1.800 người mà 10 người một thồi vị trí là 180 thồi. Xin lỗi đi, thồi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cá mặn, xúc một đống muối thảy vô trong đó, nó ăn một muỗng, nó uống 80 ngụm nước, nó loài bụng, nó là bụng đâu nữa ăn. Thế muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao này. Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làng đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh. Ừ. Menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Special menu for chữ hoa. Trời ơi. Món thứ nhất,
đặc sản ốc dồi dôi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì cá nướng chui. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi. Đừng con có lo, ba đừng có lo. Trời, mấy ổng tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con. Con thấy thương bố, khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi, con khổ quá, bước qua em khổ quá. Chánh ơi, Chánh, em nhiều bôi fan lắm, làm sao nhớ được. Con ơi! Em bị tim thầm mà. Ông xã ơi, bé Màu tim thầm, tôi thì thầm tim. Ông cứ gõ búa hoài, nó cứ xỉu, nó xà cho người tôi. Già rồi, sức đâu chống nổi. Con kia! Mày đứng lên ngay. Dạ. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Dạ. Mày cứ sát sát vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời ơi, đừng có lo, cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Dạ. Này. Dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bước quá chỉ đại được không? Con thông minh quá. Đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con, mình thoát ra. Dạ. Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ chi. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này, con cứ chỉ đại cái thằng năm con cụ Tránh vô. Tại sao phải chỉ thằng đó? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố nè. Dạ. Nó chọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió già, bày đặt ra với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, á thằng năm không được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời, bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn à. Này, đại, phải à. Khai là phải khai cho đúng tội, phải khai cho đúng người. Mày ngủ với thằng nào mày nói nhanh lên đây. Ờ đúng rồi, không không khai, không khai hả thì cho đi tù một năm đi. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện mình đóng rồi. Mũ đớp. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa, con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đế đi ơi. Con khai đi. Em nhớ, nhớ rồi Chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây, con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến tuổi cặp kê cô có nhiều trai theo, nên lắm điều mộng mơ. Sao vậy? Tình khúc chiều mưa nguyện anh trình. Cái mồm, bây giờ ta bảo mày khai. Kêu ngao. Ta bảo mày khai chứ mày mày lầm bầm mày đọc cái gì đấy. Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa, xong cô mới ghé vô nhà. Mày ghé vào nhà ai? Ý không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi, chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về đường khuya mưa rơi nấu nè. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Bà Màu ơi. Ta bảo chứ chứ con này nó chuyển tông liên tục nhỉ? Bộ nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dở ẹt à. Mà tại vì con nói bà nghe chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò rơm. Này dạ. Cái lửa gần rơm đấy mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều
thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời. Mày tả cái mặt nó xem. Trời đấy, ơi trời, đấy. Lúc đó con mắt nó lim dim rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi, hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi con không nhớ rõ để con không phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi, Daddy nói đúng rồi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu bạch kim. Hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Một rồi. Tóm cổ thằng Chánh nhớ lại. Nghe lên. Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhắc lại. Mình mất xong tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng ta to cao mặt tròn như cái nguyệt. Có râu bạch kim. Có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê khoan. Con mau. Tao có thù gì dòng họ nha mày. Mày đỡ hại tao. Thằng nào ăn ngốc bắt tao đổ vỏ hả? Mấy chi tao có trách múc gì tao mới gần mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã, kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả? Tới tay vợ tôi, nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt chứ không phải chơi à. Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Ôi giời, cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên hộ tao cái. Ông xã người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiên An. Khoan. Đứa nào đây? Ai vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Các người đừng tuyên án. Mày là đứa nào? My name is No. I do know. Yes, I am No. Dạ, thưa hai cụ, thằng No này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân. Yes. Cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ạ. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nội quốc của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em giống như trong cồn người phu khiên kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay, hay quá anh ơi. Trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy con quỷ kia nó ác ghê, mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không báo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời ơi, anh ơi. Anh ơi, em nói cho anh nghe. Cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Mậu. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia. Nếu tất cả đều nhỏ, trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đó nơi. Em Mậu. No. Em hãy ráng. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì? Dạ thưa ông. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhá. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi. Dạ. Sao cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông? Anh. Em hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chúc nữa tôi lăn hay gì. Trời ơi, con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày. Em Màu. Anh Nô. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời ơi. Oh, yeah. Để anh về em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh, ráng ở tù nha anh. Xong. Cố gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tiên An. Phan. Chuyện các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hối. Ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy?
Thì đó bây giờ chuyển sang đời cô nô. Trời ơi. Mày đang đỡ cái búa sao mày về thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Không sao. Bắt nó đi. Đem nó đi ngay đây. Dạ. Em mau. Anh no. Đem nó đi. Em mau. Đem nó đi ngay. Tụt mấy tao bây giờ. Nghe nói nè. Xin phải hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh. Ngày mai ta ra xa nhau thật rồi. Ê, cô tránh. Em biết khi tàn bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha. Come on. Tiên sư chúng mày, bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em mau.